các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 22. Bệnh tiểu đường. Ăn cơm lứt muối mè số 7, uống trà đậu đỏ, trà gạo lứt. Một số rau củ có tác dụng tốt đối với bệnh tiểu đường như đậu đỏ, bí đỏ, đậu bắp, cà rốt, khổ qua. Ha ha ha, 问什么的说。